And the little one said, roll over, roll over. So they all rolled over and one fell out. Lớp. Chúng ta có ai trong lớp không nhỉ? Các bạn ơi, mình có trong lớp không? Ok, hello. Các bạn đã làm bài tập về nhà chưa nhỉ? Ồ, tại sao lại chưa? Bơ nhìn nó bò này, mờ mờ. Bật camera lên giúp cô với. Hello ơi, mình bật camera lên giúp cô nào. Ơi, cả lớp có nghe thấy cô nói không vậy? Cả lớp ơi, mình bật camera lên giúp cô với. Nguyên ơi, are you there? Nguyên ơi, em có ở trong lớp không? Dạ có. Trời ơi, sao em trả lời cô lâu thế? Bật camera lên giúp cô với. Đấy. Rồi, buổi trước chúng ta đã học những gì nhỉ? Bạn Nguyên có thể nhắc lại cho cô được không? Nguyên ơi, trả lời cô nào. Buổi trước chúng ta học gì nhỉ? Học những lá cờ. Còn những cờ nào nhỉ? Nước nào nhỉ? Nước. Nước canola. Ok. Canada. Yeah, Canada. Có Canada. Australia. Australia. Yes. Japan. Japan. Gì nữa nhỉ? The UK. The UK. Gì nữa? Cambodia. Cambodia. Còn gì nữa không? Hết rồi. Việt Nam. Ừ, Việt Nam. Chúng ta có học tiếng Việt Nam đó mà. Rồi, ok. Bạn
Phương ơi, Phương thể đọc cho cô tên của 6 nước này được không nào? Đây, 6 cờ cô đang chiếu trên màn hình đây em. Đọc đi. 6 đất nước. Việt Nam. Mẹ má đi chơi. Phương ơi, đọc lại cho cô tên của 6 cả 6 nước được không? Cô không nghe rõ lắm. Vâng ạ. Ừ, đọc đi em. À, đây đây. Việt Nam. Canada. Tiếp tục nào. Australia. Tiếp tục nào. Japan. Ok, tiếp tục nào. The UK. And the last one. Cambodia. Ok, good. Bạn Nguyên. Nguyên ơi, em đọc lại cho cô tên 6 nước này được không? Đó. Việt Nam, Canada, Australia, Nhật Bản, The UK. Không. Japan. No. Em cần phải đọc tất cả những gì bạn ấy đang nói ở trong này này. Bạn ấy đang nói là hello, my name is Daiki, I'm from gì gì đó. Em phải đọc hết tất cả những cái đấy và đất nước của bạn ấy nữa. Hello, my name is Nam, I am from Japan. Em bạn ấy là gì? My name is Ok. Tiếp tục bạn Phương đọc cho cô được không? Phương đọc cho cô câu thứ hai nào. Câu của bạn Jenny ấy. Em nói to lên, cô không nghe rõ. Hello, my name. Đâu phải, em đọc của Jenny mà. Hi. From
Cô vẫn không. Bạn Australia, bạn Jenny đến từ đâu nhỉ? Canada. Em đọc lại một lần nữa nào. Canada. Đọc lại một lần nữa lời của bạn Jenny nào em. I'm from Canada. Canada. Okay, very good. Câu thứ ba cô muốn chia được không nào? Quên đọc cho cô bạn thứ ba được không? Bạn Charlie này này. Lần thứ ba. Không, cô mời bạn Nguyên cơ. Nguyên đang đọc cho cô bạn Charlie. Nguyên ơi, đâu rồi em? Nguyên đọc cho cô câu này với câu của bạn Charlie này này. Được nghỉ đã lâu rồi. Trời đất ơi, bạn Nguyên ơi, lâu quá là lâu luôn. Cô không nghe thấy bạn Nguyên nói gì cả. Nguyên đã trả lời cô chưa vậy? Dạ rồi. Thế á, cô không nghe thấy gì cả. Em thì trả lời to hơn được không nào? Ngay lập tức nào em, trả lời ngay. Hi, my name is Charlie. I am from. No, it's not. Hi, my name is Charlie. I'm from the UK. Đọc lại một lần nữa nào chị Nguyên ơi. Hello. Hello. My name. I am from. Okay. Tiếp theo là bạn Hoa. Cô mời bạn Phương đọc bạn Hoa được không nào?
Hello. I have flower. I have flower with lamb. I have flower with lamb. I'm from Vietnam. I'm Hoa. I'm from Vietnam. Okay, very good. Cô cảm ơn. Tiếp theo là bạn Henry. Cô mời bạn Nguyên đọc bạn Henry được không nào? Hi, hello. I am Penny. I'm from Australia. Mẹ ơi, tự nhiên cho bạn tắt cam ấy. Cho bạn tắt. Nguyên đọc lại cho cô với. Nguyên đọc lại cho cô. Hello, I'm Henry với. Đọc lại đi Nguyên ơi. Nguyên ơi, can you hear me? Em có nghe thấy cô nói không? Hello, I am Henry. I am from Australia. Really? Okay, good job. Cô cảm ơn Nguyễn. Và cuối cùng là bạn Xem. Cô mời Phương đọc bạn Xem lên nào. Phương ơi, đọc lên nào em. I'm from. No, em sẽ đọc tất cả này. Bạn ấy còn chào này, xong bạn còn giới thiệu tên nữa. Mình phải đọc cả cái đấy chứ. I'm from. Đọc lại nào, cô không nghe rõ. I'm from. Có đúng không? Có đúng đâu? Hi. Làm gì có hello? Bạn ấy nói hi này. My name Sam. Đấy, đã giới thiệu tên bạn ấy đâu mà đã I'm from. Đọc lại một lần nữa nào. Hi. My. Sam. My name. My name. My name. My name is Sam. My name is Sam. I'm from. Bạn ấy tới từ đâu? Bạn ấy tới từ đâu thế? Em nhìn trong sách của em đi. Really? Sai rồi đấy. Cambodia. Yeah. Cambodia. Đó, ok. Good. Mình sẽ làm bài tập nhỏ nhỏ nha. Đây. Nó sẽ nối cờ với tên đất nước nha. Đầu tiên là Japan, chúng ta sẽ nối với cờ nào đây?
Cờ nào là cờ chấm hen nhỉ? Cờ trắng. Trắng tinh á? Ừ. Trắng là màu gì nữa? Màu đỏ. Ừ, màu đỏ như thế nào? Màu đỏ hình tròn. Đúng rồi, chính xác. Japan. Yeah. Tiếp theo là cờ Australia. Chúng ta sẽ nối vào đâu đây? Cờ màu xanh. Ở đây có rất nhiều cờ màu xanh đấy. Cụ thể là cờ màu xanh trông như thế nào nào? Cái màu xanh thì nhiều màu đỏ mà cả cái màu trắng đấy cơ. Thế thì cái này cũng xanh đỏ trắng này. Cái này cũng xanh đỏ trắng đây này. Đây nó đỏ cái đấy mà. Cái này sai rồi. Australia. Australia cơ. Không phải the UK đâu. Ở ngay con chuột túi. Rồi, chính xác. Kangaroo. Tiếp theo là cờ Canada. Chúng ta sẽ nối vào đâu nhỉ? Cờ Canada ở đâu? Màu đỏ. Đấy, màu đỏ. Hình nhớ màu đỏ. Đúng rồi, đó là hình lá phong em ạ. Very good. Tiếp theo cờ Việt Nam chúng ta sẽ nối vào đâu đây? Việt Nam mà. Very good. Tiếp theo là Cambodia. Cambodia là cờ trên hay là cờ dưới? Cờ trên. Dưới. Cờ dưới nha. Cờ đấy. Trên là của the UK. Đó. Các bạn cố gắng không nhầm lẫn tại vì cái cờ này màu sắc nó rất là giống nhau, rất là dễ nhầm. Mình mà cứ nhìn theo màu mà đoán là kiểu gì cũng nhầm đấy. Rồi, ok. Chúng ta sẽ sang bài hôm nay. À, hôm nay là về chủ đề sinh nhật. Các bạn sẽ dở giúp cô sách trang số 52 nhá. Page 52. Đây. Ở đây là có các hình thù, có 5 hình tương ứng với 5 từ hoặc là cụm từ hôm nay chúng ta sẽ học. Hình đầu tiên các bạn nhìn thấy là cái gì ấy nhỉ? Bánh sinh nhật. Yeah, bánh sinh nhật. Hình thứ hai thì là cái gì? Số 6. Có chắc là số 6 thôi không? Đây là cái gì có biết không? Tất nhiên nó là số 6 nhưng mà nó là cái gì nhỉ? Có thấy cái, có phải, các em có thấy cái dây màu trắng ở trên này không? Đúng rồi, cái nến. Bức hình thứ ba là gì nhỉ? Là hộp quà. Hộp quà. Bức hình thứ tư. Các bạn chụp ảnh. Thế á, các bạn chụp ảnh các bạn còn làm gì nữa? Các bạn đang cười. Họ cười, còn gì nữa? Các bạn có đang có mấy cái gì ở trên bàn đây? Mấy cái chai nước. À, mấy cái nước. Đồ ăn em ạ. Đồ ăn, đồ uống đấy. Tức là các bạn đang ăn tiệc. Thế bức hình cuối cùng này là gì nhỉ? Cái trí. Ừ. Đúng. Rồi, ok. Chúng ta sẽ nghe xem là nói về những cái gì nhá. Để cô bật tiếng lên cho cả lớp nghe. Listening 89. Listen and point. Cake. Candle. Gift. Party. Party. Happy birthday. Listen and repeat. Cake. Candle. Candle. Gift. Candle. Party. Party. Happy birthday. Happy birthday. Lại một lần nữa nhé. How are you? Listening 89. Listen and point. How are you?
cake, candle, gift, party, happy birthday. Listen and repeat. Cake, candle, gift, party, happy birthday. Ok. Vậy là hình đầu tiên nó là đúng rồi, chính xác như các bạn vừa nói là bánh sinh nhật. Và chúng ta sẽ gọi nó là cake. Cake. Hình thứ hai là nến. Candle. Candle. Bức hình thứ ba là món quà. Gift. Gift. Bức hình thứ tư, bữa tiệc. Party. Party. Bức hình thứ năm, chúc mừng sinh nhật. Happy birthday. Happy birthday. Cả lớp có cần cô đọc lại một lần nữa không nào? Có. Ok, cô sẽ đọc lại một lần nữa nhé. Bánh sinh nhật, bánh thôi, bánh ngọt. Cake. Cake. Nến. Candle. Candle. Internet. Oh, sorry. Món quà. Gift. Gift. Bữa tiệc. Party. 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 Chúc mừng sinh nhật. Happy birthday. Happy birthday. Các bạn cần cô đọc lại lần nữa không nào? Yeah. Ok, cô đọc lại này. Bánh ngọt. Cake. Cake. Nến. Candle. Candle. Món quà. Gift. Gift. Bữa tiệc. Party. Party. Năm. Chúc mừng sinh nhật. Happy birthday. Happy birthday. Ok, bây giờ cô mời bạn Đình Nguyên đọc hết các từ này nào. Cake. 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 Từ đầu tiên là cake. 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 Fit. Candle. 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 Từ thứ ba. Hộp quà. Gift. 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 Thứ tư. Sinh nhật. Party. 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 Happy birthday. Happy birthday.
Happy birthday. Okay, very good. Cô mời bạn Phương đọc cho cô được không nào? Kindle. Phương, yeah. Phương cơ. Cô mời Phương cơ. Yeah. Phương ơi, đọc cho cô các từ này nào. Đầu tiên, hình đầu tiên em. Handle. Thanks. Hình đầu tiên mà. Thanks. Thanks. Hình thứ hai. Toy. Can. Rồi đó. Hình thứ hai là gì nhỉ em? Handle. Thứ ba. Gift. Yeah. Gift. Yeah. Hình thứ tư. Party. 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 Hình cuối cùng. Happy birthday. Happy birthday. Cả lớp ơi, các bạn sẽ ôn từ tiếp nhá. Bây giờ cô sẽ cho các bạn nghỉ giải lao tầm 7 phút. Các bạn đi uống nước đi vệ sinh đi. Sau đó quay lại chụp, cô sẽ cho các bạn đọc kỹ hơn để các bạn thuộc các từ này. Em không nghe.
Hết giải lao chưa cô? Ok, cả lớp ơi, chúng ta dở lại sách nào. Bật cả camera lên giúp cô nữa. Cả lớp đâu hết rồi? Hello, teacher.
Hello. Nguyên đâu rồi em? Okay. Okay. Tôi đọc lại một lần nữa các từ này nha. Pick. Okay. Pick. Candle. Candle. Gift. Gift. Party. Party. Happy birthday. Happy birthday. Bạn Nguyên thì đọc cho cô được không nào? Candle. Cake. 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 Yeah. Yeah. Cake. Cake. Candle. 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 Gift. Yeah. Gift. Yeah. Gift. Yeah. Party. 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 Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Em có thể đọc lại một lần nữa từ đầu được không nào? Cinco. Cái gì cơ? Yên. Take. Tam. Take. Take. Từ thứ hai. Từ thứ hai là gì nhỉ em? Candle. 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 Từ thứ ba. Yeah. Từ thứ tư. Party. Party. And the last one. Happy birthday. Happy birthday. Okay, thank you. Cô mời Phương đọc cho cô nào. Take. 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 Thứ hai. Capital. Capital. Oh, sorry. Candle. Candle. Không phải từ capital nha. Candle. Candle. Thứ ba là gì nhỉ? Candle. Thứ ba. Em không biết. Gift. Yeah. Gift. 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 Yeah. Không phải gift. 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 Gift.
Không phải gift em ơi, gift, g-i-p, gift. 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 No, gift. Gift. Ip, ip, go, ip, gift. 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 Đúng rồi, gift. 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 Không phải gift em ơi, gift mà. Gift. 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 Ok, từ thứ tư. Cô ơi, sao không có chữ? Nó không có chữ từ đầu rồi mà. Con... Đây, để cô điền chữ cho. Cake. Cake. Handle. Handle. Gift. 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 Party. 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 Okay. And the last one is happy birthday. Happy birthday. Rồi, em đọc lại được không nào? Được ạ. Thầy. Thầy. Từ thứ hai. Handle. Ok, từ thứ ba. Gift. Từ thứ tư. Party. Party. And the last one. Happy birthday. Happy birthday. Cô mời bạn Nguyên đọc lại một lần nữa được không nào? Dạ không. Hey. Em đọc to lên nào, cô không nghe rõ. Hey. Ok. Candle. Candle. Từ thứ ba. Candle. Từ thứ ba mà em. Gift. Yeah. Gift. Yeah. Từ thứ tư. Nguyên ơi, từ thứ tư là gì em? Handle. Từ thứ tư cơ mà. Party. Party. And the last one? Happy birthday. Em đọc lại một lần nữa nào. Happy birthday. Em đọc lại tất cả 5 từ này một lần nữa.
Yes. Từ thứ hai là gì em? Party. Happy. Từ thứ hai, từ thứ hai. Candle. Yes. Ba. Happy birthday. Đọc lại một lần nữa và đọc chậm thôi nào em. Hi. Can. Yes. Em đọc lại từ thứ hai nào. Happy birthday. Em đọc lại từ thứ hai cho cô. Candle. Từ thứ ba. Gift. 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 Từ thứ tư. Candle. Từ thứ tư cơ mà. This one. Hachi. And the last one. The last one. The last one. Happy birthday. Đúng rồi, happy birthday. Bạn Phương đọc lại cho cô một lần nữa cả năm hình này này. Gift. Mochi. Happy birthday. Okay, very good. Rồi, chúng ta nhìn xuống bài dưới này. Chúng ta nhìn cho cô. Có bao nhiêu món quà nhỉ? How many gifts? Lớp ơi, có bao nhiêu hộp quà trong hình này nhỉ? How many gifts? Sáu. Chỉ có 6 thôi mà các em. 6 thôi mà, đâu ra mà 8 đấy. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rồi, ok. How many balloons? Có bao nhiêu quả bóng bay nhỉ cả lớp ơi? How many balloons? 7. Okay, let's see. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Có một quả trắng 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 sau đầu bạn này nữa này. 8. Okay. How many cake? Có bao nhiêu cái bánh nhỉ cả lớp? 1 cake. Okay, very good. Bây giờ cô muốn hỏi nha. What color is it? Cái màu bánh này là gì nhỉ? Bánh này có màu gì? Trả lời bằng tiếng Anh nhá. What color is it? Mẹ ơi. Hello ơi, trả lời cô nào.
cả lớp ơi. Bánh sinh nhật màu gì? What color is it? Yeah. Ok kìa, cả lớp ơi, what color is it? Màu này chúng ta học rồi mà. What color is it? Màu gì nhỉ cả lớp? Màu gì em? Orange. No. Màu này chúng ta đã học đâu? Đây là màu gì nhỉ cả lớp? Đây là màu gì hả em? Wow. No. Cô muốn nói cái màu của cái bánh này cơ. Màu vàng. Ừ, màu vàng chúng ta học rồi là gì? Yellow. Very good. Rồi, what color is it? Blue. What color is it? What color is it, cả lớp ơi? Cả lớp, trả lời cô nào. What color is it? Phương, trả lời cho cô nào. What color is it? Màu xanh là cây. Xanh là cây tiếng Anh là gì? Green. No. Green. Exactly. And the last one. What color is it? Cô mời bạn Nguyên nào. Màu đỏ. Màu đỏ tiếng Anh là gì hả em? Màu đỏ. Màu đỏ tiếng Anh là gì hả em? Màu đỏ. What color is it? Red. Okay, red. Rồi, giờ chúng ta sẽ làm bài tập này nhé. Cả lớp ơi, nếu chúng ta biết câu trả lời thì chúng ta bật mic lên trả lời ngay nhá. Việt Nam, exactly. Japan. The UK. The UK. Exact. Australia. Australia. Canada. Phát âm sai nha. Canada. And the last one. Cambodia. Cambodia, exactly.
Thế giờ cô sẽ yêu cầu cả lớp đánh vần nhé. Đây là nước gì nhỉ cả lớp ơi? Việt Nam. Rồi, bạn Phương đánh vần cho cô nào. À. Ok. Tiếp tục nào. Đây là nước gì nhỉ? Đây là nước gì nhỉ? Cambodia. Cambodia. Ok. Bạn Bình Nguyên đánh vần giúp cô nào. C-A-M. B-O. D. D. I. A. Anh đánh vào lại một lần nữa được không? Đánh vần lại một lần nữa nào Nguyên ơi. Có mấy chỗ em đánh vần hơi sai đấy. Cô muốn em đánh vần lại một lần nữa. Lại nào Nguyên ơi. Lại từ đầu nào. Đánh vần chậm thôi em. C A M G O B E A I A. Chữ bờ đánh vần là gì nhỉ? B. D. Chữ D. 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 Chữ Y ngắn. I. I. Ok. Very good. Tiếp theo. Đây là nước gì nhỉ cả lớp ơi? Cambodia. Really? Còn, không bao thằng một chút cho em à? Xin. Vâng, vâng. Thì mai cho ông đi không? Xin. Nước này nước nào nhỉ? Vâng, em vào thăm buổi đấy. Cambodia. No, it's not. Cambodia. Canada. Phương đánh vần cho cô với. Thế sáng mai chị bỏ, bỏ anh để cho bác chị nhá. Ai? Vâng. Đi. Lại một lần nữa nào. Đi. Ai. Em. Đi. Ai. Ok, thank you. Tiếp tục, đây là nước gì nhỉ? Đây là nước gì? Chúng ta đã học rồi mà. No. No, you can. No, it's not. Không phải đâu. Australia. Australia. Nguyên có thể đánh vần giúp cô được không? Dạ
Nguyên ơi đánh vần cho cô nào. Đánh vần nhanh còn nghỉ sớm các em ơi. Chả lẽ các em muốn học đến muộn nữa hả? Nguyên ơi bật mic trả lời cô đi nào. Nguyên ơi trả lời cô. I U I U R A. Em đánh vần lại một lần nữa nào, lại từ đầu nào em. I U I T R A L I A. Ừ. Mình sẽ không đọc cái này là ít nhá, mình đọc là S. 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 Rồi ok. Nguyên ơi, khi mà cô gọi thì em cần trả lời luôn Nguyên ạ. Cô rất là không, cô nghĩ là em không nên đợi một lúc lâu sau đấy cô phải nhắc tên nên rất nhiều lần rồi em mới nói thế đâu, như thế không hay đâu. Lần sau cố gắng cô gọi thì em trả lời luôn nhá. Tiếp tục này. Nơi nước gì nhỉ cả lớp ơi? Japan. Ok. Bạn Phương đánh vần cho cô được không? Được. G. I. B. I. B, N, không phải em. N, con én ấy, én nhưng mà không có chữ, không có dấu sắc, N. Rồi, ok, thank you. Đất nước cuối cùng nào, đây là đất nước gì nhỉ? The UK. Bạn Đình Nguyên đánh vần giúp cô với. The UK. The UK. Em đánh vần giúp cô với. G H U K. Okay. Good. Okay, được rồi. Cả lớp ơi, chúng ta sẽ kết thúc buổi học ở đây nhá. Về nhà này, các bạn quay video đọc cho cô 4 từ, 5 từ hôm nay chúng ta đã học. Đó là cake, candle, gift, party và happy birthday. Chúng ta quay video đọc cho cô 5 từ đấy, sau đó đăng video để lên trên nhóm nhá, cả lớp nhá. Cả lớp có làm được không nào? Hay lại bảo làm được xong rồi lại không làm cho cô nào? Búng hết bài tập của cô rồi. Các bạn nhớ làm bài tập nhá. Bây giờ là hôm nay là thứ 5. Đến tận thứ 3 chúng ta mới học tiếp. Tức là chúng ta còn có cả ngày cuối tuần nữa. Thì cố gắng làm bài tập và nộp lên giúp cô được chưa? Cả lớp nhớ chưa? Cả lớp nhớ chưa nào? Trả lời cô đi. Ừ, có bạn Nguyên thì sao? Có nhớ chưa? Không được. Đây có phải không? Nguyên ơi, trả lời cô. Em đã nhớ bài tập là gì chưa? Cô tập có phải nào? Nhớ bài tập. Dạ rồi. Ừ, bài tập là gì nhỉ em?
Bài tập là gì ạ Nguyên? Nói lên cho cô nào, bài tập là gì? Về quay video. Con ơi, bài tập là gì em? Trả lời cô nào. Bài tập đọc. Bài tập là bài tập cô vừa mới nói em, không có trong sách đâu. Em có biết bài tập là gì không? Nguyên ơi! Em có biết bài tập là gì không? Trời ơi, thế mà kêu rõ rồi. Phương ơi, bài tập là gì nhỉ em? Phương ơi, Phương đâu rồi? Em trả lời cho cô bài tập là gì nhỉ? Về nhà quay video. Quay video nói cái gì? Nói về khách. Nói về cái gì nào? Khách. Nói bài nào em? Bài 1. Ừ, đúng, trang bao nhiêu? Trang 2. Trang 52. Rồi, đúng rồi. Bạn Nguyên ơi, nhắc lại bài tập nào em? Quay video. Quay video gì hả em? Ừ, đọc cắt tàu. Thì đọc các từ trong bao nhiêu hả em? Trang 52. Năm bao nhiêu cơ? 52. Ừ, rồi, đúng rồi. Ok, thế cô chào cả lớp nhá. Vâng. Goodbye.